Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân theo chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Tại đây, Thủ tướng cho rằng muốn chuyển đổi từ nông nghiệp đơn giá trị sang đa giá trị, phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh và tuần hoàn, cần đẩy mạnh 3 giải pháp đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng,